Bài tập số 6 là tại sao các hợp chất hữu cơ có chứa oxy thường hòa tan được dễ dàng trong H2SO4 đặc lạnh. Lý do mà chúng ta dùng H2SO4 đặc lạnh trong cái khảo sát này là bởi vì H2SO4 đặc lạnh sẽ không có cái tính oxy hóa. Nếu như chúng ta đun nóng nó lên thì H2SO4 sẽ có tính oxy hóa và cái phân tử hữu cơ chúng ta tiếp xúc với H2SO4 đặc nóng nó sẽ bị phân hủy. Các chất hữu cơ mà chứa oxy mình sẽ vẽ một cách đơn giản là oxy có hai liên kết, trên oxy còn hai cặp electron. Hai cặp electron này khi gặp H cộng của axit sulfuric sẽ xảy ra phản ứng. Cặp electron trên oxy sẽ tạo nên một cái liên kết với cái proton này và cuối cùng chúng ta sẽ có được oxy liên kết với H cộng. Lúc này cái oxy nó sẽ mang một điện tích dương. Khi nằm ở trạng thái ion như thế này thì cái phân tử hữu cơ nó sẽ dễ dàng tan vào trong dung dịch H2SO4 đặc lạnh. Còn cái anion đối với cái cation này chính là HSO4 trừ. Sự kết hợp của anion và cation chính là tạo ra một dạng muối. Do đó mà các hợp chất hữu cơ chứa oxy lại dễ tan vào H2SO4 đặc lạnh. Để thu lại cái hợp chất hữu cơ ban đầu, nghĩa là chúng ta cần loại bỏ cái hiđro này đi, thì người ta sẽ pha loãng cái dung dịch H2SO4 đang có chứa cái chất hữu cơ với nước. Nghĩa là với cái hỗn hợp này, chúng ta sẽ cho nhiều nước vào. Lúc này thì cái oxy của phân tử nước cũng có các cặp electron tự do. Những cặp electron trên phân tử nước này nó sẽ tương tác với cái hiđro đang liên kết với cái oxy của phân tử hữu cơ. Lúc đó thì cái cặp điện tử tạo liên kết giữa cái oxy của phân tử hữu cơ với cái hiđro này sẽ bị đứt ra và quay trở về với oxy. Và chúng ta sẽ có được cái phân tử hữu cơ như ban đầu cùng với H3O+. Thật ra cái cách thu hồi cái hợp chất hữu cơ này không những chỉ áp dụng khi mà cái phân tử có chứa oxy mà nó cũng áp dụng khi phân tử nó có chứa nitơ. Ví dụ như những cái phản ứng mà mình thường hay làm 4,4-dimethylbipyridine. Cái nitơ của cái vòng này nó vẫn còn cặp electron, do đó mà nó sẽ dễ dàng hòa tan vào H2SO4 đặc lạnh. Sau khi mình thực hiện các phản ứng cần thiết của mình, thì mình lấy cái dung dịch đang có chứa cái chất hữu cơ mà mình cần, mình cho vào một cái lượng lớn nước, thì cái hiđro đang liên kết với nitơ sẽ bị mất đi do nước đã kết hợp với cái hiđro này, và cái phân tử ban đầu của mình sẽ được tái tạo trở lại. Bài tập số 7 là giải thích những dữ kiện sau. HNO3 là axit mạnh hơn HNO2. Lý do là HNO3 có nhiều cái oxy hơn HNO2. Oxy là một cái nguyên tố có độ ẩm điện mạnh, cho nên nếu như chứa nhiều oxy thì nó sẽ làm cho cái hiđro càng linh động và dễ bị đứt ra hơn và làm cho axit mạnh hơn. Mình sẽ dễ dàng thấy thông qua cái cấu trúc Lewis của HNO3 và HNO2. Trong cái phân tử HNO3 thì nitơ ngoài liên kết với nhóm OH thì nó còn liên kết với hai oxy và nó còn có thêm một điện tích dương. Do đó mà cái khả năng rút electron của cái nhóm NO2 này sẽ rất là mạnh, làm cho cái liên kết giữa O và H sẽ linh động và cặp điện tử sẽ lệch về phía oxy nhiều. Do đó mà H này nó sẽ rất dễ bị đứt ra. Còn trường hợp HNO2 thì chỉ có một nhóm NO liên kết với nhóm OH, do đó mà cái lực hút của nguyên cái nhóm này lên cái liên kết H và O này sẽ không mạnh như cái trường hợp HNO3, và do đó cái liên kết hiđro oxy trong phân tử HNO2 sẽ kém linh động hơn và là axit yếu hơn. Còn trường hợp H2S và H2O thì không phải phụ thuộc vào độ âm điện mà phụ thuộc vào cái kích cỡ của cái diện nguyên tố. Lewin có kích thước lớn hơn oxy, do đó mà cái liên kết HS sẽ dài hơn cái liên kết HO. Liên kết mà càng dài thì cái liên kết càng kém bền và liên kết càng dễ bị đứt. Do đó mà cái hiđro của H2S dễ bị đứt ra hơn là trường hợp cái hiđro trong phân tử nước. Do đó mà H2S sẽ có tính axit mạnh hơn H2O. Ở đây bạn cần lưu ý hai điều. Một là nếu như bạn so sánh các nhóm chất thuộc cùng một chu kỳ, nghĩa là thuộc cùng một hàng trong hệ thống tuần hoàn, thì bạn sẽ dựa vào độ âm điện để bạn so sánh. Nhưng khi bạn so sánh các nhóm chất mà có cái nguyên tử nó thuộc các chu kỳ khác nhau, ví dụ như trong trường hợp này là H2S và H2O, thì lúc đó cái độ âm điện không còn đóng vai trò mạnh nữa, mà bạn cần phải dựa vào bán kính của nguyên tử để bạn xem xét tới cái độ dài liên kết và rút ra kết luận. Còn trường hợp H2SO4 và HSO41 trừ. HSO41 trừ là ion âm, mà ion âm thì nó sẽ khó bị mất đi một ion dương,
Ion âm nó sẽ có xu hướng giữ những cái điện tích dương gần nó, chứ nó không có muốn một cái điện tích dương như là H cộng bị tách ra. Do đó mà cái khả năng tách H cộng của HSO4 trừ rất là khó. Vì vậy mà H2SO4 sẽ có tính axit mạnh hơn là HSO4 một trừ. Trường hợp tiếp theo là H2SO4 và H2SeO4. Trường hợp này thì bạn cần vẽ công thức Lewis và so sánh giữa hai cái cấu trúc này. Để cho đơn giản thì mình không có điền thêm những cái cặp electron trên các nguyên tử oxy. Lewis có độ âm điện lớn hơn selen. Do đó mà khả năng rút điện tử của Lewis lên oxy sẽ cao hơn là khả năng hỗ trợ rút điện tử của selen lên oxy. Vậy thì cái liên kết HO trong trường hợp H2SO4 nó sẽ phân cực hơn là trong trường hợp H2SeO4. Vì vậy mà H2SO4 sẽ có tính axit mạnh hơn H2SeO4. Trường hợp tiếp theo là CCl3 liên kết với nhóm carboxylic so sánh với CH3COOH. Hai phân tử này giống nhau ở chỗ đều là carbon liên kết với nhóm axit carboxylic. Trong cái phân tử thứ nhất thì cái carbon nó liên kết với các nguyên tử clo. Còn trong cái phân tử thứ hai thì carbon lại liên kết với hydro. Clo thì có độ âm điện mạnh hơn là hydro. Do đó khi mà cái nhóm CCl3 nằm kế bên cái nhóm axit thì cái khả năng rút điện tử của các nhóm clo này cũng ảnh hưởng lên cái liên kết của nhóm axit, làm cho cái hydro của nhóm axit dễ bị đứt ra. Còn trong trường hợp CH3 thì các hydro này không có khả năng rút điện tử mạnh, do đó mà nó không hỗ trợ làm cho cái liên kết OH linh động. Vì vậy mà tính axit của CCl3COOH mạnh hơn CH3COOH. Cuối cùng là chúng ta so sánh hai cái axit là axit benzoic và phenol. Axit benzoic có công thức như sau. Và đây là phenol. Để giải thích trường hợp này thì một số sách sẽ giải thích dựa vào độ bền của ion âm sau khi mà mỗi cái phân tử này bị mất đi một proton H cộng. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì cách giải thích đó nó không có rõ ràng và không có hợp lý. Ở đây mình sẽ sử dụng một cách khác để mình giải thích. Để biết được axit nào mạnh hơn thì mình phải xem xét cái sự phân cực giữa cái oxy và hydro. Nếu như cái liên kết giữa O và H này càng dễ đứt thì phân tử này càng có tính axit mạnh. Vậy thì cái sự khác biệt chính là cái nhóm mà còn lại liên kết vào oxy. Trong cái phân tử axit benzoic thì carbon này là carbon lai hóa sp2, còn trong cái phân tử phenol, carbon chỗ này cũng là carbon lai hóa sp2. Vậy thì chúng ta đi xa hơn một chút, chúng ta sẽ xem xét cái nguyên tử kế cận nữa. Vậy thì cái nguyên tử kế cận ở đây cũng là carbon sp2, ở đây cũng là carbon sp2. Nhưng mà trong trường hợp của axit benzoic thì kế cận của cái carbon sp2 gần oxy chính là một oxy sp2. Còn chỗ này thì cũng là carbon sp2. Vậy thì bạn đã thấy được sự khác biệt ở đây chính là có sự xuất hiện của một nguyên tử oxy. Mà cái nguyên tử oxy này là nguyên tử có độ âm điện mạnh. Nó sẽ rút cái cặp electron dùng chung về phía nó và nó sẽ ảnh hưởng tới những liên kết kế cận nữa. Do đó mà nó làm cho cái liên kết O và H chỗ này sẽ càng phân cực nhiều hơn và hydro sẽ càng linh động và dễ bị đứt ra. Vì vậy mà axit benzoic là một cái axit mạnh hơn là phenol. Bài tập số 8 là khi hòa tan HCl vào trong nước sẽ tạo thành axit hydrochloric. Thì khi hòa tan thì HCl nó sẽ bị phân ly thành H cộng và Cl trừ. H cộng này sẽ tiếp tục kết hợp với phân tử nước tạo thành H3O cộng. Vậy thì sau khi hòa tan HCl vào trong nước thì cái dung dịch này chúng ta sẽ gồm có 3 cấu phần, chính là nước, Cl trừ anion và H3O cộng cation. Trong ba cái cấu phần này thì nước là lưỡng tính, nó sẽ thể hiện tính axit hoặc tính bazơ tùy theo cái chất mà nó phản ứng. Còn ion Cl trừ thì nó đang dư electron và nó sẽ không có xu hướng nhận thêm electron, nó chỉ có một xu hướng là cho electron đi. Vì vậy cái Cl trừ này nó sẽ có xu hướng là một cái bazơ Lewis. Còn H3O cộng đang thiếu electron. Vì vậy cái xu hướng của nó chính là nhận thêm electron. Vậy thì H3O cộng chính là axit Lewis. Bài tập số 9 là sắp xếp tính axit của các chất sau theo chiều tăng dần và giải thích. Khi bạn gặp cái trường hợp cái axit có dạng là HX, nếu như bạn muốn so sánh thì bạn cần so sánh những cái X này là thuộc cùng một chu kỳ hay là thuộc cùng một nhóm. Nếu như mà cái X thuộc cùng một chu kỳ thì bạn hãy dựa vào độ âm điện để xem xét. Độ âm điện càng lớn thì tính axit sẽ càng mạnh.
Nhưng mà nếu như cái X này thuộc cùng một nhóm thì bạn cần phải dựa vào kích thước nguyên tử để so sánh. Kích thước của nguyên tử X càng lớn thì cái liên kết giữa H và X nó sẽ càng dài. Liên kết càng dài thì càng yếu, càng dễ bẻ gãy, hydro càng dễ bị đứt ra và thể hiện tính axit càng mạnh. Quay trở lại với bài tập này, bạn sẽ thấy là các nguyên tử F, clor, brom, iod là thuộc về nhóm 7 của hệ thống tuần hoàn. Đây là thuộc về cái trường hợp những cái nguyên tử cùng một nhóm. Do đó chúng ta sẽ sắp xếp dựa vào kích thước nguyên tử. Đi từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm của hệ thống tuần hoàn thì kích thước tăng dần. Do đó mà clor có kích thước nhỏ hơn clor, nhỏ hơn brom và nhỏ hơn iod. Do đó mà độ dài liên kết của HF nhỏ hơn độ dài liên kết của HCl, nhỏ hơn độ dài liên kết HBr và nhỏ hơn độ dài liên kết của Hi. Vậy thì tính axit của các axit này là tăng dần từ HF đến Hi. Bài tập số 10 là cho biết axit liên hợp và bazơ liên hợp của những cái cấu tử nêu trong đề bài. Để biết được bazơ liên hợp thì bạn lấy cái cấu tử đó, bạn cho nó tách đi một proton thì cái phần còn lại chính là bazơ liên hợp của nó. Còn để bạn biết được axit liên hợp của một cái cấu tử thì bạn lấy cái cấu tử đó cho nó nhận thêm một proton thì cái dạng được tạo thành sau khi nó nhận proton chính là axit liên hợp của nó. Từ đó suy ra bazơ liên hợp của HCNLO4 chính là CNLO4 một trừ. Còn bazơ liên hợp của H2S chính là HS một trừ. Bazơ liên hợp của BH4 một cộng chính là BH3. Bazơ liên hợp của HCO3 một trừ chính là CO3 hai trừ. Trường hợp axit liên hợp. Axit liên hợp của CN trừ chính là HCN. CN trừ sau khi nhận thêm một H cộng thì cái phần tạo ra chính là axit liên hợp của CN trừ. Axit liên hợp của SO4 hai trừ chính là HSO4 một trừ. Axit liên hợp của nước chính là H3O cộng. Axit liên hợp của HCO3 một trừ chính là H2CO3. Bài tập số 11, axit phosphorus H3PO3 là một cái diprotic acid chứ không phải là một cái triprotic acid, và giải thích cái sự kiện này. Diprotic acid có nghĩa là cái acid này chỉ có hai cái hiđro mang tính acid, còn triprotic acid là cái acid gồm 3 hiđro mang tính acid. Ở đây H3PO3 là một cái phân tử, chúng ta thấy có 3 cái hiđro. Nhưng tại sao nó chỉ thể hiện có hai hiđro mang tính axit mà thôi? Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ công thức Lewis của cái axit phosphorus. Với công thức Lewis này, axit phosphorus chỉ có hai hiđro liên kết với oxy để tạo nên những cái hiđro có tính linh động, nghĩa là hiđro có tính axit. Còn một cái hiđro còn lại liên kết với phosphor là một nguyên tố có độ ẩm điện thấp. Do đó mà hiđro liên kết với phosphor nó sẽ không có tính linh động, nghĩa là nó không có tính axit. Vì vậy mà với cái axit phosphorus chúng ta chỉ có hai proton có tính axit, chính là hai proton liên kết với oxy, còn một proton còn lại liên kết với phosphor thì không có tính axit. Bài tập số 12 là so sánh tính axit của mỗi cặp chất sau.